Tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật những tin tức an toàn giao thông cùng với Việt Cường. Cảm ơn Đức Anh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an Nghệ An, đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Diễn Châu đã phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ký cam kết thực hiện luật an toàn giao thông. Đại diện đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Công an tỉnh Nghệ An đã giới thiệu một số điều luật cơ bản khi tham gia giao thông và những biển báo quan trọng trên các tuyến đường giao thông, giáo dục các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện an toàn cho các học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Diễn Châu. Tại đây, các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức cho các học sinh ký cam kết với cơ quan công an và ban giám hiệu nhà trường về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, Nghệ An đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chuyển một số tuyến đường địa phương với tổng chiều dài hơn 620 km lên quốc lộ. Trong năm nay, tỉnh đã được Trung ương hỗ trợ 176 tỷ đồng để sửa chữa những đoạn đường bị xuống cấp. Hiện Ban Quản lý Dự án Vốn Sự nghiệp Kinh tế Giao thông, Sở Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tuyến đường trước mùa mưa. Tỉnh lộ 538 cũ, nay là quốc lộ 7B. Đây là tuyến đường quan trọng đi qua các huyện Đô Lương, Diễn Châu và Yên Thành, nối với quốc lộ 1A. Khoảng 10 năm qua, tuyến đường này không được sửa chữa, nâng cấp. Nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Khi có được nguồn kinh phí trung ương cấp, đơn vị thi công triển khai sửa chữa, người dân ở đây thấy yên tâm hơn. Cái tuyến đường đây là trước đó tuyến đường Khổ Trú Đài, đây là gọi là tuyến đường 7B. Thì quá trình là giờ lượng giao thông nó sẽ có đi lại quá nhiều thì đã bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, thì nay là được là đảng và chính phủ tức là quan tâm là đầu tư để nâng cấp sửa chữa cái tuyến đường này, thì tất cả nhân dân Tân Sơn đều rất phấn khởi, thì cũng mong là khi vào một cái mùa gặt sắp tới để hái là cái mùa mưa bão thì để cuộc tuyến đường đã sống. Năm 2017, được Trung ương hỗ trợ 176 tỷ đồng, Sở Giao thông Vận tải đã đầu tư nâng cấp sửa chữa gần 64 km đường bị xuống cấp nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ trọng yếu như quốc lộ 7B, quốc lộ 48E, quốc lộ 48B, quốc lộ 16. Tất cả các tuyến đường trên đều được khởi công sửa chữa vào tháng 2 năm 2017 và đến thời điểm hiện nay, khối lượng thi công đã đạt hơn 40%, một số đoạn đạt trên 70%. Công ty chúng tôi cũng như là hai công ty liên doanh phấn đấu làm sao để cái thứ nhất là đạt được cái hiệu quả về chất lượng, thứ hai là tiến độ, thứ ba nữa là đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công. Do vậy chúng tôi phấn đấu trong vòng chỉ tiêu là 4 tháng rưỡi, nhưng mà phấn đấu trong vòng 4 tháng là phải hoàn thành. Khi Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chuyển một số tuyến đường địa phương lên quốc lộ thì tỉnh cũng chuyển một số tuyến đường huyện với tổng chiều dài 470 km lên đường tỉnh. Mặc dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng nhiều tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn đã và đang xuống cấp, cần được đầu tư sửa chữa kịp thời. Trước mắt thì Sở Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các đơn vị quản lý tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, tập trung sửa chữa các cái đoạn mà hư hỏng nặng qua khu vực đông dân cư. Bên cạnh đó thì Sở cũng đã tham mưu cho tỉnh trình các bộ ngành trung ương để hỗ trợ thêm các cái nguồn vốn cho công tác sửa chữa. Ngoài ra thì Sở cũng đang thực hiện kêu gọi xã hội hóa, huy động các cái đơn vị vận tải, các công ty sự nghiệp khai thác các cái mỏ đất đá trên địa bàn có vận chuyển qua các cái tuyến đường này, phối hợp cùng với Sở trong công tác sửa chữa, duy tu, đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến. Ngoài các tuyến quốc lộ, hiện nay Sở Giao thông Vận tải cũng đang nâng cấp, sửa chữa trên các tuyến tỉnh lộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục an toàn giao thông. Xin cảm ơn Tổng ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đã đồng hành tài trợ phát sóng chương trình. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại bản tin chiều cùng với Đức Anh. Xin mời. Cảm ơn Việt Cường.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phần tin kinh tế tài chính trong nước và quốc tế với những nội dung chính sau đây.